Xin chào các bạn. Cuộc sống thì không thể thiếu vắng những nụ cười, bởi nụ cười là hiện thân của niềm vui, niềm hạnh phúc và hy vọng. Nụ cười có thể được khơi nguồn từ hành động, từ lời nói, từ những mẩu chuyện vui hoặc từ những câu chuyện được xây dựng thông qua ngôn ngữ sân khấu với điện ảnh. Còn điều gì tuyệt vời hơn trong những ngày Tết rảnh rỗi này, chúng ta được thưởng thức những bộ phim hài giải trí nhẹ nhàng cùng với những người thân yêu sau những giờ làm việc căng thẳng. Và ngay sau đây, Mark Channel sẽ giới thiệu tới các bạn top 5 bộ phim hài Mỹ đáng xem nhất trong dịp Tết Nguyên đán này để có thể góp phần mang lại cho bạn những tràng cười sảng khoái. The Nice Guys, những chàng trai ngoan, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Shane Black từ sau Iron Man 3. Không những vậy, bộ phim còn khiến nhiều người bất ngờ trước sự lột xác hoàn toàn trong phong cách diễn xuất của Ryan Gosling trong những pha hài hước duyên dáng, thông minh có thể cuốn hút người xem từ đầu đến cuối. Bộ phim được lấy bối cảnh những năm 70 của thế kỷ trước tại Los Angeles với những bản nhạc rock cổ điển quen thuộc. Tại đó thì thám tử Tư đang gặp vận xui là Holland March và Jackson Haley có dịp phải làm việc với nhau để có thể phá một vụ án của một cô gái mất tích và một cái chết của một ngôi sao khiêu dâm dường như không liên quan gì tới vụ án đó. Tuy nhiên trong cuộc điều tra này thì họ lại khám phá ra một âm mưu ít ai ngờ tới. Và âm mưu đó là gì thì hãy khám phá trong The Nice Guys, những chàng trai ngoan nhé! Nếu bạn đã quá nhàm chán với những bộ phim điệp viên truyền thống thì bộ phim hài spy với tựa đề là Quý bà điệp viên có thể sẽ là sự lựa chọn dành cho bạn. Phim kể về nữ nhân viên phân tích Susan Cooper của CIA với ngoại hình không ấn tượng cho lắm, không giỏi giao tiếp với đàn ông và gần như trải qua cả ngày với công việc bán giấy nhàm chán để làm hậu phương cho mọi người trong nhóm. Tiếp rồi bước ngoặt đã tới khi đồng đội của cô bị lộ thân phận do sự phản bội của một đồng nghiệp khác. Trước tình thế đó thì Susan đã tình nguyện tham gia với sứ mệnh là điệp viên nằm vùng trong đường dây buôn bán ma túy dưới vỏ bọc mới với lý do là cô chưa từng thực địa nên rất khó bị phát hiện. Phim có sự tham gia của các ngôi sao điện ảnh như là Melissa McCarthy, Jason Statham và Jude Law. Liệu nữ điệp viên vụng về Susan sẽ giải cứu thế giới như thế nào? Thử xem thì biết. Bộ phim thứ ba mình muốn giới thiệu tới các bạn đó là The Guard. Đứng trước tình cảnh nhìn mẹ mình đang chết dần chết mòn, trung sĩ cảnh sát Jerry Boyler tại một thị trấn nhỏ tại Ireland vốn rất ngang bướng và gần như không có khiếu hài hước, buộc phải phối hợp với nhân viên FBI Wendell Everett để phá án một đường dây buôn bán ma túy tầm cỡ quốc tế. Từ một gã cảnh sát hư hỏng và mê gái mại dâm thì giờ đây Boyler lại phải hợp tác với một nhân viên FBI chuẩn không cần chỉnh. Liệu kết cục của anh ta sẽ như thế nào? Đây là một bộ phim về tội phạm đặc trưng kiểu Anh, không có tiết tấu nhanh kiểu Mỹ nhưng mà theo mình thì cũng rất đáng xem. The Hit là câu chuyện hài hước về nữ đặc vụ FBI Sarah Ashburn do Sandra Bullock đảm nhận và nữ cảnh sát địa phương Boston Shannon Mullis do Melissa McCarthy thủ vai. Một người thông minh, sắc sảo nhưng lại quá kiêu ngạo trong khi một người tính tình nóng nảy, bốc đồng hay giận dỗi nhưng lại rất được việc. Ban đầu thì họ cũng chẳng ưa thích gì nhau đâu, nhưng mà khi buộc phải phối hợp thành một đôi đi điều tra về tên trùm buôn ma túy thì họ lại bắt đầu học cách làm việc theo nhóm. The Hit cây cười đúng chất hài Mỹ với những câu thoại xuồng xã, có phần tục tĩu và điên điên của các nhân vật. Nhưng mà không vì những câu nói tục tĩu đó mà bộ phim trở nên phản cảm. Trái lại thì cách thể hiện của Sandra Bullock và đặc biệt là Melissa McCarthy lại rất duyên dáng, khiến cho mình xem cũng phải ôm bụng cười đến 2/3 chiều dài của bộ phim. Kịch bản phim đưa đẩy các tình huống rất là thú vị và nhiều bất ngờ. Không phải là một bộ phim trinh thám ly kỳ nhưng mà cách phát triển tính cách của các nhân vật thì mình đảm bảo là các bạn sẽ phải căng mắt xem từ đầu đến cuối và không bỏ sót một đoạn nào. Bộ phim cuối cùng mà mình muốn giới thiệu tới các bạn chính là Trainwreck khi trái tim lên tiếng. Trong phim thì Amy là một người phụ nữ chưa bao giờ trải qua một mối tình đủ nghiêm túc nào dù đã qua tay rất nhiều mối tình. Đang chán nản trong tình yêu và ngập đầu vào công việc làm báo cho một tạp chí lớn về đàn ông, cô được giao nhiệm vụ viết bài về Aaron, một anh chàng bác sĩ thể thao trẻ tuổi, tốt bụng và lập tức bị cuốn vào những cung bậc tình cảm khó tả. Điều thú vị của bộ phim là nữ diễn viên chính Amy Schumer trong vai Amy cũng chính là nhà biên kịch trong bộ phim này và kịch bản của phim lại dựa trên những trải nghiệm của chị về cuộc sống tình dục của phụ nữ thành thị hiện nay. Nhìn chung thì Trainwreck là một màn ra mắt thắng lợi của Amy Schumer khi mà cô có lần đầu sắm vai chính trên các màn ảnh rộng. Tuy mang nội dung đơn giản và tác phẩm cho thấy sự khéo léo của nữ danh hài này và một mặt thì còn gửi những thông điệp đầy đủ về sự tự tin của một người phụ nữ độc lập, chủ động và tràn đầy sức sống trong những mối quan hệ của bản thân. Vừa rồi là những gợi ý của Mark Channel về top những bộ phim hài Mỹ đáng xem nhất trong dịp Tết 2017. Những bộ phim nào bạn đã từng xem hay là bạn còn những lựa chọn nào khác? Cùng comment bên dưới và thảo luận với chúng mình nhé! Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mark Channel.